Nếu mà lâu mai bị trôi đó nhá, thì mình sẽ sử dụng cái thằng nghịch lại, chính là cái thằng ánh xanh, để mình bổ sung vào cho nó. Đặc điểm sau nâu không dùng là nó sẽ bị nắng hết cái hạt mực ở dưới, và cái hạt màu ở dưới và ở trên nó là cái nước dung dịch. Đây gọi là màu xanh rêu này. Màu xanh rêu này được pha từ màu đen và màu vàng, và nó dùng để bổ sung vào những cái lông mày bị chỗ đỏ như này, chỗ đỏ hoặc chỗ vàng như này, tại vì nó đang thiếu màu xanh mà. Còn nếu mà những lông mày bị chỗ xanh thì nó lại thiếu cái màu đỏ gạch này, thì nhà sản xuất người ta đã pha sẵn cho mình cứ thế mình mua về thôi. Đây, nếu lông mày chỗ xanh thì mình sẽ dùng cái này để mình phun đè lên đấy, đỏ gạch đấy. Tại sao lại phải đỏ gạch? Bởi vì trong cái màu chỗ xanh đấy thì nó thiếu mất màu đỏ, nó thừa màu xanh và màu vàng, thì mình phải bổ sung vào. Sau khi bổ sung vào nó thành màu gì? Sau khi bổ sung vào nó sẽ thành màu nâu trung tính. Hai chai này thì anh vẫn dùng, nhưng mà thường anh sẽ làm trên mẫu. Làm trên mẫu tại vì sao? Tại vì lúc mà các học viên mới như em làm ấy, thì thường là bị sâu tay mà mực đậm như này nữa thì lại càng kinh. Nó đã đậm rồi mà đi xuống sâu thì rất khó để mà bắn bỏ hoặc là xử lý. Vàng chanh với vàng nghệ khác nhau, vàng chanh là để làm môi, còn vàng nghệ để làm mày. Vàng nghệ này dùng để làm gì? Màu vàng nghệ này nó sẽ dùng để hạ những đôi lông mày đen đậm, đen như sâu gió. Vàng nghệ này sẽ sử dụng để hạ màu lông mày. Màu đen đậm quá mình phun một lớp lên thì nó sẽ thành màu lâu, nó nhạt bớt đi, nhưng nó chỉ giải quyết ở thời điểm đấy, khoảng kết quả sẽ được khoảng 6 tháng đến 1 năm nó sẽ mất đi, nó lại đen trở lại. Tại vì sao? Cái vàng nghệ này thực chất là mình phủ đè cái màu vàng nghệ lên trên màu đen để nó che bớt đi cái ánh đen, còn ánh đen nó vẫn ở dưới, nó chả đi đâu cả.